Làng Sót Sô Kha là điểm đến kỳ lạ đối với bất cứ du khách nào lần đầu đặt chân đến Bhutan. Làng nằm ở phía tây Bhutan, được biết đến với tên Làng Dương Vật. Các tòa nhà, tác phẩm điêu khắc ở Sót Sô Kha hầu hết gắn liền với hình ảnh này. Theo Bhutan Best Inbound Tour, công ty thành lập năm 2005 và chuyên cung cấp tour cho người nước ngoài ở Bhutan, Làng Sót Sô Kha gắn liền với Drukpa Kunli, tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng, người được mệnh danh là vị thần sinh sản. Các tài liệu cũ cho thấy ông là người đã đưa nghệ thuật vẽ tranh dương vật tới Bhutan và dùng những bức tượng hình dương vật với mong muốn xua đuổi tà ma. Ở đây có đền Chimi La Khang, còn gọi là đền sinh sản, với một bức tượng vàng khổng lồ được bao quanh bởi những tượng dương vật với đủ hình dạng, kích cỡ. Ngôi đền này là điểm đến nổi tiếng của những phụ nữ mong muốn có thai. Khi tới nơi, họ được tặng một dương vật bằng gỗ và phải đi quanh đền 3 lần. Người Bhutan tin những biểu tượng dương vật này sẽ giúp tăng khả năng sinh sản. Lịch sử của đền Chimi La Khang gắn liền với Lama Drukpa Kunli, một vị thánh đến từ Tây Tạng vào thế kỷ 15. Ông được biết đến với những cách giảng dạy khác thường, và vì cách tiếp cận giảng dạy Phật giáo của ông, nên mọi người gọi ông là Thánh Điên và Thần Điên. Người dân địa phương nói rằng, có một con quỷ đến từ vùng Dochula. Khi Lạt Ma đi làm nhiệm vụ tiêu diệt cô đã biến mình thành một con chó. Nhưng Drukpa Kunli đã khuất phục cô bằng dương vật của mình, người dân địa phương gọi là tia sét rực lửa của trí tuệ, vì khả năng điều phục ma quỷ, và chôn cô dưới một ngọn đồi, đồng thời kêu lên, Chimet, nghĩa là, không có chó. Địa điểm này hiện là nơi đặt ngôi đền Chimi La Khang, hay ngôi đền, không chó. Và đó là câu chuyện về việc dương vật này trở thành biểu tượng thần thánh, và được bảo vệ như thế nào. Bên trong ngôi đền sinh sản, có những bức tượng tuyệt đẹp của Lạt Ma Kunli và những người khác. Bạn sẽ thấy những ngọn đèn bơ được thắp sáng soi sáng căn phòng tối bên trong, những tu sĩ mặc áo choàng màu hạt dẻ ngồi trong góc, một số người đang thiền định, và một số người tụng kinh với giọng rung động trầm thấp. Nếu may mắn, bạn cũng có thể thấy một buổi lễ diễn ra để đáp ứng ước nguyện sinh con. Nhà sư ban lời cầu nguyện đặc biệt và ban phước cho người phụ nữ với dương vật bằng gỗ cao 3 inch để thụ thai một đứa trẻ. Sau đó, người phụ nữ mang dương vật bằng gỗ và đi vòng quanh ngôi đền bằng chân trần 3 lần. Một viên xúc sắc bằng xương 300 năm tuổi được tung ra, và căn cứ vào con số trên viên xúc sắc, nhà sư sẽ thông báo buổi lễ thành công hay không. Các nhà sư còn đặt tên cho con cháu bằng che chít. Ngoài ra còn có một album ảnh về câu chuyện thành công của các cặp vợ chồng từ khắp nơi trên thế giới, đã đến thăm đền sinh sản và sớm có được một đứa con. Để đảm bảo sự riêng tư của những người đến cầu sinh con, các ngôi đền ở Bhutan cấm mang máy ảnh, điện thoại vào trong. Đầu tháng 9, Bhutan giảm phí du lịch từ $200 xuống $100 mỗi đêm. Đây là động thái nhằm thúc đẩy ngành du lịch sau đại dịch. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, quốc gia này tăng phí du lịch bền vững từ $65 lên $200. Khoản phí này được sử dụng để bù đắp tác động từ du lịch lên môi trường. Thời điểm lý tưởng nhất để đến thăm đền thờ sinh sản Bhutan là tháng 3 đến tháng 5, mùa xuân, và tháng 9 đến tháng 11, mùa thu. Cuối tháng 12 đến đầu tháng 2 trời rất lạnh, và nhiệt độ có thể xuống dưới âm 5 độ ở một số vùng của Bhutan. Punarang nằm ở vùng có độ cao thấp hơn, nên nhiệt độ ở đây không lạnh như những vùng khác. Những điều nên và không nên làm khi đến thăm ngôi đền sinh sản ở Bhutan. Ngôi đền này cực kỳ quan trọng đối với người dân địa phương, theo quan điểm giá trị tôn giáo. Du khách hãy tôn trọng những cảm nghĩ của họ về tầm quan trọng của ngôi đền thờ. Bạn sẽ tìm thấy những bức tranh dương vật gần như trên tường của tất cả các ngôi nhà trong làng và cả đồ thủ công được bày bán. Trong trường hợp bạn đi du lịch cùng trẻ nhỏ, hãy lên kế hoạch cho chuyến thăm đền thờ sinh sản theo lựa chọn của bạn. Đối với người dân địa phương, việc cùng con cái đến thăm chùa là chuyện bình thường. Nên ăn mặc đơn giản và kín đáo khi đến thăm đền sinh sản. Mang giày thoải mái vì bạn sẽ băng qua cánh đồng lúa và cũng sẽ mất 20 phút đi bộ dễ dàng. Bạn sẽ phải cởi giày trước khi vào đền chính, nên giữ im lặng bên trong ngôi đền. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về làng Sót Sô Kha.